Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình nói về một cái đề tài là cái giá phải trả cho cái sự thành công. Rồi chào mừng các bạn đến với kênh Lò Khởi Nghiệp. Thì theo các bạn, cái giá các bạn phải trả cho cái sự thành công là như thế nào? Thì trước khi mình bắt đầu vào buổi chia sẻ của mình thì mình muốn kể cho các bạn nghe hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất nha. Một ông triệu phú nọ rất là thành công. Thì ông được phóng viên vây quanh hỏi. Thì một cái anh phóng viên may mắn được hỏi ông câu đầu tiên. Thì anh phóng viên hỏi ông như thế này: Xin chào nhà tỷ phú, anh có thể cho tôi biết được cái bí quyết thành công của anh được hay không? Cái ông này ông mới cười một hồi rồi xong ông nói: Thành công nó không có công thức và cũng không có bí quyết đâu, nhưng mà tôi biết có bí quyết của thất bại, anh muốn nghe không? Cái anh phóng viên này nói: Ông này chắc giấu mình à, sao mà ông thành công vậy mà ông lại nói không có công thức rồi không có bí quyết gì hết. Cái nói: Rồi ok, cũng được, anh chia sẻ rồi bí quyết thứ bài đi. Thì ông triệu phú này ông mới nói: Cái bí quyết mà để thất bại á, cái bí quyết mà để thất bại á, là anh làm hài lòng tất cả mọi người. Thôi các bạn, câu chuyện thứ nhất nó như vậy. Khi mà bạn làm bất cứ việc gì đó các bạn, thì 9 người 10 ý, bạn đi hỏi ba các bạn, có thể ba các bạn nói ok, hỏi mẹ các bạn, mẹ các bạn nói không tốt, bạn cứ hỏi anh hỏi chị, bạn cứ đi hỏi người này người kia thì người ta sẽ đưa ra những cái ý kiến chủ quan của họ dựa vào những cái mà kinh nghiệm của họ trong quá khứ. Còn cái quyền quyết định, cái quyền tự quyết nó nằm ở trong tay các bạn á. Các bạn có dám làm hay không là tùy thuộc vào các bạn, cái năng lực hành động của các bạn nó đến như thế nào. Còn cái việc bạn hỏi ý kiến để cho bạn biết thì ok, nhưng cái vấn đề ở đây, nếu bạn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, bạn muốn hài lòng tất cả các thành viên trong gia đình, bạn không bao giờ hài lòng được. Bạn không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người. Bạn muốn hài lòng hết, bạn muốn làm chủ, bạn có rất là nhiều nhân viên, bạn muốn làm hài lòng tất cả các người nhân viên trong công ty của bạn, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Bạn không bao giờ làm hài lòng tất cả các mọi người đâu. Giống như ông nhà triệu phú đó, họ không thể nào làm hài lòng tất cả các người phóng viên ở dưới các bạn. Tại sao? Người nào may mắn thì được đặt câu hỏi trước, còn người không may mắn thì không được đặt câu hỏi. Không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người các bạn. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai các bạn, câu chuyện thứ nhất là các bạn nên nhớ, không bao giờ bạn có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nên bạn đừng có cố gắng làm gì, bạn cứ làm việc các bạn nên làm. Câu chuyện số 2, các bạn biết người nào giàu thứ ba thế giới không? Ngày xưa ổng là thứ hai thế giới, bây giờ là thứ ba rồi. Warren Buffett các bạn. Ông này gọi là đầu tư, nhà đầu tư gọi là đại tài luôn. Thế gọi là đại tài luôn, cực giỏi. Liên quan tới đầu tư là ổng là người giỏi nhất. Ổng có thể là không phải là người giàu nhất, nhưng mà liên quan đến đầu tư ổng là người giỏi nhất. Thì cách đây vài tháng, các bạn nghĩ đi, ổng đầu tư từ hồi ổng 18 tuổi. Năm nay là ổng 80 tuổi rồi các bạn. Không phải 80 nữa, năm nay ổng đã là 80. Ổng sinh năm 31. Ổng năm nay ổng 90 tuổi rồi các bạn. Gần 90 tuổi. Thì theo các bạn coi, từ 18 cho 20 đi, cho tới 90 đi, bao nhiêu năm rồi đó? 70 năm kinh nghiệm đầu tư. Thì tất nhiên 70 năm đó, trong đó nó có các đắng cay ngọt bùi, nước mắt đau khổ rồi này nọ. Nhưng mà gần đây nhất các bạn, họ mới vừa bị lừa mấy trăm triệu đô. Và không mở mình ổng nữa, và có những cái nhà đầu tư khác cùng bị lừa giống nhau. Các bạn thấy không? Một cái nhà đầu tư đại tài giỏi như vậy, giàu như vậy, kinh nghiệm như vậy, gọi là lão làng trong lĩnh vực đầu tư, vẫn bị lừa như thường của cái công ty điện nào đó ở bên Mỹ. Các bạn lên mạng các bạn coi, lên internet các bạn coi, vẫn bị lừa như thường các bạn. Thì kiến thức các bạn phải cập nhật liên tục. Và cái thành công của các bạn, nó không có công thức đâu. Và thành công hôm nay chưa chắc ngày mai là thành công các bạn. Tại cái thời đại này cái công nghệ nó rất là cao. Bạn thành công hôm nay bạn nói ok, bạn cười trên chiến thắng, nhưng mà ngày mai có khi là có những công ty khác, những doanh nghiệp khác nó ra sau của bạn, nó mạnh mẽ hơn bạn, nó nguồn vốn mạnh hơn bạn, và nó thắng bạn, nó nói là chuyện bình thường. Hôm nay bạn thành công, ngày mai chưa chắc bạn thành công.
Bởi vì mình nói phải cập nhật cái kiến thức liên tục và phải học hỏi liên tục, trau dồi liên tục là như vậy. Rồi đó các bạn, trước khi vào cái câu chuyện ngày hôm nay, cái chủ đề ngày hôm nay, thì mình chia sẻ với bạn hai câu chuyện để các bạn ngẫm nghĩ. Các bạn ngẫm nghĩ đi. Nếu các bạn giống như cái câu mà người ta nói rất là lâu, trường giang sống sau xô sống trước. Những cái người đi sau, người ta có được cái công thức thành công của bạn, người ta thấy được cái mô hình của bạn và người ta áp dụng cái sức trẻ của người ta và cái độ năng động của người ta nữa và công nghệ nữa, thì nó giúp người ta thành công hơn. Rồi bây giờ mình chia sẻ với bạn một tí xíu về cái giá phải trả cho cái sự thành công. Đối với mình đó là một cái giá khủng khiếp lắm các bạn, khủng khiếp. Nó không có đơn giản như các bạn nghĩ là ok, bạn chỉ thấy được cái mặt nổi của tảng băng thôi, còn phía sau cái độ chìm, cái bạn thấy phần nổi chỉ giỏi lắm bạn thấy 3 phần thôi, còn 7 phần ghi chìm, đắng cay đau khổ ngọt bùi nước mắt ở đằng sau các bạn. Các bạn thấy người ta đeo cái huy chương vàng Olympic hoặc là người ta đoạt giải huy chương vàng đá banh, nhưng bạn đâu có biết được đằng sau lưng của họ, họ đã trải qua những cái ngày tháng ta vất vả khổ luyện, những cái ngày tháng năm mà người ta dù trời nắng mưa sớm tối người ta phải gian khổ, người ta tập luyện trước thời tiết khắc nghiệt, đông hạ xuân thu người ta cũng tập luyện hết rồi. Khi bạn thấy ok, người ta đứng lên bục nhận giải, bạn nghĩ đơn giản là họ đã rất là thành công. Nhưng bạn không biết là phía sau họ nó có một cái đội, một cái team để giúp họ, để họ được như ngày hôm nay các bạn. Chứ không có gì mà nó đến nó may mắn nó đến đâu các bạn. Họ phải trả giá rất là nhiều các bạn. Họ trả giá và họ còn phải hy sinh nữa các bạn. Hy sinh thời gian cho vợ, cho chồng, hy sinh thời gian cho con cái, hy sinh thời gian cho cha mẹ. Nhiều khi họ phải xa con, xa chồng, xa vợ để họ đạt được cái mục đích gì đó cho bản thân họ. Các bạn thấy cái thành công, các bạn thấy nó đơn giản lắm, các bạn thấy nó có vẻ như nó trái, nó trái ngọt, nhưng bên chiều sâu ở bên trong nó rất là nhiều cái đắng cay các bạn. Vậy thì cái giá phải trả cho những cái việc đó là như thế nào? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn những cái mà bạn chưa biết, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn để các bạn biết được một phần nào đó, để các bạn biết được là khi các bạn chấp nhận cuộc chơi, khi các bạn muốn phát triển bản thân, khi các bạn muốn thành công, thì cái giá các bạn phải trả để cho các bạn có được cái điều đó. Chứ các bạn không có tự nhiên bạn thành công được, bạn không có tự nhiên bạn giàu có được các bạn. Phải có giá phải trả, phải có những cái sự hy sinh thầm lặng và có những con người sẵn sàng giúp đỡ để mà đẩy bạn đi về đích, để cho bạn có sự thành công và giàu có các bạn. Cái đó là những người ở gia đình các bạn. Mình kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình nha. Thì nếu mà ngày xưa mà mình nghĩ ok thôi, mình đã có cuộc sống thoải mái ổn định như vậy rồi, nếu mà mình nghĩ ok như vậy thì mình cũng ở Sài Gòn được, mình đâu cần phải đi qua Úc. Và nếu mà mình không đi Úc thì chuyện xảy ra thì hôm nay cũng không có mình bây giờ, cũng không có những cái tấm bằng phải vất vả thức khuya dậy sớm mà có khi là thức tới sáng cả tuần luôn để mà làm xong những cái đồ án. Và không có mình ngày hôm đó thì hôm nay chắc mình cũng không có chia sẻ cho các bạn những video như thế này. Nếu mà mình bỏ cuộc, nếu mình chấp nhận cái cuộc sống hiện tại ngày xưa của mình, thì bây giờ mình chắc cũng là một cái người bình thường nào đó ở đất nước Việt Nam này, và chắc cũng không có tạo được cái động lực gì cho các bạn đâu. Nếu mình chấp nhận bỏ cuộc thì mình chắc chắn mình sẽ không gặp vợ mình. Nếu mình không gặp vợ mình thì chắc là mình cũng không có hai đứa con trai xinh đẹp như vậy. Nếu mà mình bỏ cuộc thì chắc chắn là mình sẽ không gặp vợ mình, tại vì vợ mình ở bên Úc mà. Còn nếu mình không gặp vợ mình thì chắc chắn là mình sẽ không có những đứa con của mình như vậy, không có hai đứa con trai đáng yêu như vậy các bạn. Và nếu mà mình bỏ cuộc thì mình sẽ không bao giờ biết được ở bên Úc nó có nhiều cơ hội như vậy, và mình cũng không biết ở bên Úc mình có thể lập công ty, và mình cũng không có được những cái kinh nghiệm ở bên Úc để chia sẻ cho các bạn, và mình cũng không biết được những cái mà đầu tư bất động sản ở bên Úc thì làm sao mình chia sẻ với các bạn ở trong những khóa học bất động sản của Học viện Bất động sản, đầu tư, khóa đầu tư bất động sản ở Úc các bạn. Nếu mà mình bỏ cuộc thì có rất nhiều. Nếu mình bỏ cuộc thì ba mẹ bây giờ, ba mẹ mình cũng không có biết nước Úc là như thế nào luôn. Và những người em của mình, em ruột cũng như em họ của mình, những người bà con của mình cũng không biết nước Úc là như thế nào luôn. Thì mình đi trước thì mình mới dẫn người ta đi qua được các bạn. Mình làm được, mình nói được,
thì mình mới hướng dẫn các bạn, mình mới chỉ các bạn đường đi để các bạn đi được các bạn. Nếu mình bỏ cuộc từ ngày xưa thì bây giờ không có mình bây giờ đâu. Cái giá phải trả cho cái sự thành công nó rất là lớn. Các bạn có chịu chấp nhận điều đó không? Nếu bạn chịu chấp nhận điều đó thì các bạn nên bước thêm một bước nữa, vượt qua cái vùng an toàn của bạn, vượt lên những cái suy nghĩ bình thường của các bạn. Tại sao các bạn chưa giàu các bạn biết không? Tại bạn vẫn đang làm những công việc bình thường, công việc bạn đang làm hàng ngày, bạn đang ăn những cái món ăn bình thường, bạn đang những cái thói quen của bạn hàng ngày, bạn không đọc những cuốn sách để cho các bạn giàu có hơn, thì làm sao các bạn mở rộng kiến thức của bạn? Cái thu nhập của bạn 20 triệu hay là 40 triệu, bạn không thể nào vượt qua cái mức 40 triệu. Các bạn biết tại sao không? Hay là mức lương 20 triệu của bạn không có vượt qua mức lương 20 triệu. Tại vì đến đó là cái giới hạn của các bạn rồi. Đó là cái limit của các bạn rồi. Các bạn phải phát triển cái kiến thức trong đầu của bạn nữa. Các bạn phải phát triển cái kỹ năng của các bạn nữa. Thì các bạn muốn lên 21 triệu, mai 23 triệu được các bạn. Các bạn vẫn còn dừng lại ở cái kiến thức của các bạn đó. Thì mức lương sẽ trả xứng đáng với các bạn. Bạn muốn cao hơn không? Bạn hãy vượt qua vùng an toàn của bạn đi. Hãy đọc sách nhiều lên. Hãy đi học những cái lớp phát triển bản thân, lớp học kinh doanh. Thì lúc đó bạn mới có được cái mức lương và cái số tiền. Bạn ra khởi nghiệp mới có được những cái tiền tỷ như mong muốn của bạn. Có những ngày đi làm ở cái mùa đông đó các bạn, cái nhiệt độ nó xuống âm độ luôn, cũng phải đi làm. Trong đêm cũng phải đi làm các bạn. Và có những ngày mà gọi là đi làm, rồi khi mình ra mình khởi nghiệp á, gặp khách hàng, biết bao nhiêu khách hàng đã từ chối rồi các bạn. Tới mình báo giá, khách hàng nói ok, để về suy nghĩ. Rồi tới báo giá tiếp người khác, về suy nghĩ. Vài tháng là không có khách hàng luôn các bạn. Thậm chí phải ăn mì gói, phải ăn cơm không các bạn. Đó, những cái đó không thể nào mà các bạn nghĩ là nó không thể nào mà xảy ra được. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện bình thường các bạn. Cái sự từ chối khi bạn gọi điện thoại tới cho khách hàng, khi mà cái giọng của mình á, tiếng Anh, cái giọng của mình mà không nói theo cái giọng của Úc, hoặc là nghe cái giọng của mình nó không hiểu mình đang nói cái gì, thì nó không còn bắt điện thoại của các bạn nữa kìa. Nói các bạn, có những cái giá phải trả như vậy. Khi bạn gọi cho họ, họ từ chối, bạn gọi lại, họ từ chối biết thôi, không có bán được một cái món hàng nào luôn, không có phục vụ họ được gì, không có mang tới cho họ được cái gì hết. Nói các bạn, không có đơn giản mà được như ngày hôm nay đâu các bạn. Nó trải qua rất là nhiều cái đắng cay ở trong đó mới được như vậy các bạn. Các bạn phải ra các bạn làm thì các bạn mới thấy được. Chứ các bạn ngồi đó các bạn sợ, các bạn không có vượt qua cái vùng an toàn là không được. Rồi những ngày bạn bị bệnh, cũng phải lết cái xác ra khỏi nhà để đi làm các bạn. Không đi làm là phải là sợ người ta đuổi việc. Không đi làm là không có tiền để mà sinh sống. Và khi mà ra khởi nghiệp cũng vậy, những cái ngày bệnh cũng phải ráng đi ra ngoài, coi nhân viên nó làm như thế nào, rồi đi ra ngoài tiếp xúc gặp gỡ với khách hàng để coi cái người khách hàng nó như thế nào. Mình đâu có biết họ là khách hàng tiềm năng hay là không các bạn. Phải trải qua những cái năm tháng như vậy mới có nhiều kinh nghiệm các bạn. Bạn có thể đổ lỗi tất cả mọi thứ đó, hoặc bạn có thể là bạn nói ok tại vì những cái đó nên em không có ra khởi nghiệp, và bạn có thể đổ lỗi cho tất cả những cái người thân bên cạnh bạn. Nhưng mà bạn cũng có thể làm một cái điều tích cực hơn, dựa vào những cái đó tạo ra cái động lực cho bạn, tạo ra cái why cho bạn, cái tại sao để cho bạn thành công hơn, để bạn giàu có hơn. Sau những cái thất bại như vậy thì mới nếm được cái mùi của thành công. Nếu bạn không trải qua cái đắng thì bạn cũng không biết cái ngọt nó như thế nào. Bạn không trải qua những cái ngày tháng rồi nhờ bạn không ngủ được, bạn mới biết được cái giấc ngủ nó quan trọng như thế nào. Bạn không có trải qua những cái nóng thì bạn cũng không biết cái lạnh như thế nào. Bạn không trải qua những cái ngày mà phải ngủ ngoài xe, không có nhà để ở. Thì đến lúc bạn có được căn nhà để ở, bạn mua được căn nhà, bạn thấy cái giá trị của nó như thế nào. Mỗi lần mà mình tiếp xúc với các bạn trẻ, các bạn nói bạn ra khởi nghiệp, các bạn muốn các bạn phát triển bản thân các bạn, thì cái điều đó nó làm cho mình nhớ lại những cái ngày tháng xưa khi mà mình cố gắng để mà mình ra khởi nghiệp, khi mình cố gắng mình học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, và mình làm như vậy, các bạn làm cho mình nhớ lại những cái cơ hội ngày xưa đến, thì mình nắm bắt những cơ hội đó. Và cái khả năng, cái possibility và cái opportunity, các bạn nhớ hai cái chữ này, possibility và opportunity. Cái khả năng của bạn có, bạn nhận thức được nó thì bạn mới thấy nó là cái cơ hội. Cái kiến thức bạn có bạn thấy nó cơ hội. Còn nếu bạn không thấy, một cái ly nước thôi các bạn, ví dụ bạn nhìn một cái ly nước mà nó có một nửa nước, cái người tích cực người ta nói đây là một nửa ly nước đầy, còn cái người tiêu cực là người ta nói đây là một nửa ly nước trống.
cũng giống như cái cơ hội đó thôi các bạn. Đối với người tiêu tiêu cực, người ta nói ôi cái cơ hội cái này đụng vô là tiêu liền, không có cơ hội, không có làm được đâu, họ sẽ dập bạn ngay lập tức. Còn người mà tích cực, người ta nói rồi cơ hội nó đến rồi, mình làm thì mình không biết thành công hay là thất bại, nhưng mà mình cứ làm đi, mình làm tới đâu rồi mình sửa tới đó, hoặc là mình làm tới đâu mình sẽ hỏi ý kiến của mấy ông thầy của mình, những cái người hướng dẫn của mình, để mình giảm thiểu cái thời gian thất bại của mình xuống, để mình nhanh chóng mình đã đi đến đích. Và các bạn, khi mà mình dạy những khóa học để các bạn khởi nghiệp kinh doanh thì các bạn trẻ là cái nguồn động lực cho mình. Có một số người cứ nhìn vô các bạn cái thấy các bạn nói là ôi rất là may mắn rồi, nói chung là cái cuộc sống này có nhiều người gọi là người ta gọi gì đó, cái chữ gì mình không nhớ, quế nhân phù hộ nó, ví dụ như vậy đó các bạn. Nhưng họ không biết là muốn gặp được những người đó là mình đã trải qua, mình đã phải gặp những cái người rất là gọi là người xấu rồi, và những cái người mà muốn dập tắt cái giấc mơ mình, gọi là cái những người gọi là dream killer, là những người giết chết cái giấc mơ của mình đó, thì có rất nhiều người như vậy để được ngày hôm nay là trải qua rất là nhiều thứ các bạn. Một số bạn thì nói là mình có được những cái điều như thế này nó rất là dễ dàng, các bạn hãy thử một lần ra các bạn làm đi các bạn sẽ hiểu, khi bạn làm các bạn sẽ hiểu, còn khi các bạn ngồi suy nghĩ hoặc là bạn nói thôi thì rất là dễ. Rồi mình kết thúc video ở đây nha. Trước khi mình kết thúc, mình muốn gửi cho các bạn một cái slogan của kênh Lò Khởi Nghiệp: Success is your responsibility. Cái sự thành công, sự giàu có là cái trách nhiệm của bạn đó, chứ không phải của ai hết. Chính bạn có trách nhiệm với cuộc đời của các bạn. Chào các bạn.